Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, phiên tòa của chị Hằng đã diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, và chị Hằng cũng đã dừng chân lại ở phiên tòa này, cũng đã thừa nhận những cái lỗi của mình. Đã làm phiền với trên cái không gian mạng, và điều này đã được các đại biểu quốc hội nhắc lại trong cái phiên chất vấn, trong cái phiên chất vấn vào ngày hôm kia. Và chính bộ trưởng cũng lên tiếng bảo rằng đã xử lý hình sự cái vấn đề, cái câu hỏi của đại biểu Tô Thị Bích Châu đó. Thì cái trả lời này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, tức là nó cái sự trả lời này đã công nhận rằng chị Hằng đã đảo lộn các trật tự trên không gian mạng. Tại sao bộ trưởng thông tin và truyền thông lại nhắc đến tên chị Hằng mà không phải là bộ trưởng bộ công an? Thì các bạn biết rằng chị Hằng đã sử dụng cái kênh truyền thông của mình để mà làm một cái giống như mà cái trật tự trên không gian mạng bạo lộn, tại vì cái lượng khán giả của chị Hằng quá lớn. Chị Hằng sử dụng cái mạng xã hội nha. Như vậy là cái trường hợp của chị Hằng so với cái trường hợp của chị Hằng Ni thì làm sao? Tôi nghĩ rằng cái trường hợp của chị Hằng là nhẹ hơn cái trường hợp của Hằng Ni, mặc dù cả hai bên đều bị đề nghị cái tội là 331, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khẳng định như vậy, thì chị Hằng bị chỉ bị tội về truyền thông mà bị bắt phải xử lý hình sự, đúng không các bạn? Đó. Còn cái tội của chị Hằng Ni, chúng ta không thấy ảnh hưởng đến truyền thông nha các bạn, mà là một cái vụ án điều tra âm thầm và bí mật. Tại sao tôi nói âm thầm và bí mật? Tại vì từ lúc bắt chị Hằng Ni cho đến ngày 25 tháng 7, chúng ta không biết một thông tin gì và không có một thông tin nào lộ ra cho báo chí để viết về chị Hằng Ni. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Ví dụ hôm nay là ngày 9 tháng 11 thì tới ngày 10 12 tháng 11, tức là còn khoảng 3 ngày nữa, là một tháng sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân nhận cái hồ sơ từ phía bên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hồ Chí Minh chuyển qua về cái kết luận điều tra, thì họ sẽ có trong vòng 30 ngày cho đến 75 ngày để xử lý cái kết luận điều tra này. Cái dự đoán của chúng ta là sẽ khởi tố ra tòa hay là trả hồ sơ điều tra bổ sung. Mình vẫn giữ quan điểm rằng cái vụ án của chị Hằng Ni này rất phức tạp và nó có liên quan đến yếu tố nước ngoài nữa, liên quan đến các YouTuber mà chống đối vào quỹ Hằng Hữu nữa. Do đó mình nghĩ rằng á, theo bản thân mình á, là bên phía bên viện kiểm sát người ta sẽ trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để cho nó phù hợp, chẳng hạn như những cái lá đơn kiện mà có liên quan đến chị Hằng. Người ta kiện, người ta bảo rằng có xúc phạm đến chị Hằng thế nào đó của những người yêu mến chị Hằng, chẳng hạn như cái lá đơn của YouTuber Hướng Dương kiện bạn của chị Hằng, cũng đã chuyển về bên phía công an quận 3. Do đó tôi nghĩ rằng trong thời gian này người ta sẽ điều tra lại một lần nữa vấn đề cái hội nhóm mà có liên quan đến cái sự việc mà nói xấu quỹ Hằng Hữu. Các bạn thấy tôi đoán là khoảng chừng hơn hơn 40 YouTuber các bạn. Hơn 40 YouTuber có liên quan. Thậm chí là những người bây giờ đó, họ không nói về chị Hằng nữa. Họ cảm thấy là họ có lỗi khi mà đưa chị Hằng vào trong vòng lao lý giống như bạn của chị Hằng. Thì cũng phải không có chạy khỏi những cái trách nhiệm của mình ở quá khứ. Tôi là một YouTuber, tôi có thể là tha thứ cho họ, nhưng đối với pháp luật ai cũng công bằng như ai thôi các bạn, ai cũng phải công bằng như ai mới mới rõ được tính răn đe. Chị Hằng lên trên mạng sử dụng không gian mạng để xúc phạm
chị Hằng bị 3 năm. Các bạn dùng không gian mạng các bạn xúc phạm với chị Hằng. Nhưng mà cái sự việc kết luận điều tra của các bạn là cái tội chống đối dòng quỹ hằng hữu chứ không phải là sử dụng không gian mạng, hai cái tội này nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Mặc dù cả hai đều bị 331. Đó thì tôi đã dẫn chứng cho các bạn cái sự việc mà Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông á có nhắc đến chị Hằng, thì như vậy là chị Hằng có liên quan đến truyền thông chứ không có liên quan đến hình sự. Hình sự là xử lý hình sự. Do đó chúng ta sẽ có sự so sánh cái phiên tòa sắp tới rất là căng thẳng và dữ dội. Căng dữ lắm. Cực căng luôn á các bạn. Tôi nói gì các bạn xem có đúng không? Nếu đúng và hợp lý, các bạn hãy like và subscribe ủng hộ kênh. Kênh hiện đại bây giờ cũng đã rất là đi xuống các bạn. Có một số người đã spam vào kênh. Và thời gian qua thì tôi nói các bạn á, là mình không đủ thời gian để mình làm những vòng video clip mình nên up lên đúng thời gian. Do đó trong trong thời gian này á, các bạn phát hiện ra có những cái video clip mà được phát lại, các bạn thông cảm. Và khỏi thời gian khó khăn này thì mình cũng không làm cái này nữa. Mình cũng cố gắng thu thập nhiều cái tin tức tốt nhất, hay nhất, nhanh nhất để gửi đến mọi người. Các bạn biết á, lộ ra những cái tin nhắn mà nó có liên quan đến chị Hằng Ni nhưng báo chí lại không có nhắc. Cả hai lần, lần đầu tiên á, là kết luận điều tra vào ngày 25 tháng 7 thì cơ quan chức năng chỉ có nhắc đến trường hợp là ông Hiển. Ông Hiển là cái ông á, là trợ lý của chú Sĩ thôi chứ còn ngoài ra không có thông tin nào cả đó. Rồi qua ngày 25 tháng 7 là hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố chị Hằng Ni và chú Sĩ ra tòa, thì từ từ đó đến ngày 12 tháng 10 chúng ta không biết thông tin nào về chị Hằng Ni cả. Như vậy có phải là cái sự việc điều tra này là trong cái vấn đề mà âm thầm và bí mật giống như tôi đã nói không? Tại sao chị Hằng đụng một cái là người ta lên báo, đụng một cái là lên đài, mà trường hợp của chị Hằng Ni là không có. Không có nghĩa là cái tính chất và bí mật để phục vụ quá trình điều tra phải nói là ở trên cái trạng thái cực kỳ cao. Tới ngày 20, cái ngày 12 tháng 10 thì chúng ta lại biết rằng là đã có triệt trả hồ sơ một lần để điều tra bổ sung lại. Nhưng cái phần hợp của chị Hằng Ni lại không nhắc đến là cái điều tra chị Hằng Ni vì cái gì, mà chỉ điều tra về chủ Trần Văn Sĩ, về cái nhân thân của chú Trần Văn Sĩ. Và chúng ta lại biết được là chú Trần Văn Sĩ có sinh hoạt ở trong hội hưu trí của công an. Như vậy là tiền thân của chú Sĩ lúc trước có thể là làm công an đó. Rồi các YouTuber ủng hộ những cái phát biểu của chú Sĩ trên mạng xã hội, cũng giống như ủng hộ những cái phát biểu của Hằng Ni mà được xem là vi phạm pháp luật, thì họ không không thấy bị nhắc tên. Thì từ cái ý kiến đó mà tôi đưa ra cái ý kiến của riêng của bản thân mình, các bạn có thể là không tin, tại vì hồi đó giờ tôi vẫn giữ vững cái lập trường của mình ấy, rằng là chúng ta không thể nào cầm đèn chạy trước ô tô. Có thể tôi nói các bạn không tin nhưng báo chí nói chắc bạn tin, cho bạn tin chứ đúng không? Hôm nay là ngày 9 tháng 11 một ngày rất đặc biệt nha các bạn. Nó đã đi bật ngược lại với cái ngày 11 tháng 9 đó. Thì tôi nói các bạn á, so sánh về cái tội 331, theo bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng tội của chị Hằng đi nặng hơn tội của chị Hằng. Chị Hằng chỉ bị bộ truyền thông yêu cầu xử lý hình sự, còn cái vấn đề của chị Hằng Ni là bị đơn tố cáo của chị Hằng. Tất nhiên thì cái vấn đề á, gây rối trật tự trên không gian mạng như vậy đó cũng cũng là một cái vấn đề mà được các vị bộ trưởng sẽ xử lý trong thời gian tới. Nếu ai đó sử dụng không gian mạng mà không đúng, đưa tin đồn thất thiệt, chẳng hạn như chị bán rượu đó, thì chuẩn bị tinh thần. Do đó có một số YouTuber đã dự đoán rằng 22 giờ đêm, mà không biết 22 giờ đêm nào, đâu phim hay đâu có thể mà hết nhanh như vậy các bạn. Tôi nghĩ rằng á, cái bà bán rượu á là phải đợi phiên tòa của Hằng Ni, hoặc đợi một cái bài báo thông báo rằng
những người lên tiếng ủng hộ hàng ni và chú sĩ mà ảnh hưởng đến quỹ hàng hữu phải bị xử lý hình sự. Thì lúc đó họ, tôi nói các bạn, họ chỉ khóc thét mà thôi các bạn, mà không có thét thôi. Nhiều người bây giờ vẫn còn nổi ghen ghét tử tế, chẳng hạn như Trang Vina bây giờ vẫn còn bình chân ha, à vẫn còn bình chân như vậy, giống giống như là mình không có tội gì cả, đúng chưa? Nhưng mà các bạn biết, tôi đã nói cho các bạn rồi, tôi có thể là tha thứ cho em này nhưng pháp luật thì không, và chị Hằng cũng không đâu. Họ bây giờ họ ráng cố gắng tỏ ra là bình chân như vậy, không có gì liên quan đến họ. À, các bạn thấy là trường hợp bà bán rượu đó, bà lên video mới nhất, bắt đầu bà lợi dụng vào chị Hằng để bán rượu nữa rồi đó. Thấy không? Đúng là con người mà không 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 có đạo đức, không có tư cách đạo đức. Cái sự việc mà xử lý tôi đi Hà Nội liên quan gì tới tôi? Bà đặt hù quỷ án để điều tra các youtuber. Ừ, điều tra thì điều tra có bình thường. Tôi sẽ đi theo cái gót chị Duyên Mai thôi. Chị hỏi tôi cái này, tôi trả lời cái này. Mà chẳng những cái tôi đã là cái này, mà tôi còn nói thêm là có một cái đối tượng nào đó lên trên không gian mạng liên kết với Nam Quang để bôi xấu hình ảnh người chiến sĩ công an. À, tôi cung cấp đó cho cơ quan chức năng luôn để tự xem ai đi trước. Bây giờ còn bảo rằng là chưa xử lý. Tội gì mà xử lý? Tôi tội gì các bạn? Các bạn cho tôi biết thêm tôi tội gì. Tội nói thì thật quá, đúng quá anh, tội gì? Và tôi nói các bạn, trong cái phiên tòa chất vấn hôm rồi á, có một vị đại biểu ở Đồng Nai cũng bảo rằng là người ta góp ý xây dựng là phải khen chứ không phải xử phạt. Các bạn cần tôi dẫn chứng này không? À, cái việc người ta nói đúng nói tốt thì phải khen người ta chứ, đúng không? Chứ tại sao mà lại bảo rằng người ta tấn công mạng và trù dập người ta? Thì tùy các bạn suy nghĩ. Và tôi cũng khuyên các bạn đừng để những thành phần cơ hội lợi dụng vào vụ án của chị Hằng để xuyên tạc đảng và nhà nước, xuyên tạc vào cơ quan chức năng. Các bạn hãy nhớ chú ý vấn đề đó. Những ai ủng hộ bà bán rượu ha, tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng vào mời lên hỏi thử xem cái bà đó nói chuyện sai phạm như vậy mà tại sao lại ủng hộ bà. Tôi cũng mong muốn rằng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để cho cái không gian mạng nó được trong sạch, chứ không phải là để những cái người này tác oai tác quái lợi dụng vào cái sự việc á, tố cáo chị Hằng để mà ngồi lên trên mạng làm má đời thiên hạ người ta lên trên mạng. Những cái điều này nó cũng đều không đúng và không phù hợp. Như vậy á, mình cũng đã làm một cái bài phân tích về cái tội 331 vữa chị Hằng Ni và chị Hằng. Chị Hằng coi như là xong rồi đó, còn chị Hằng Ni thì đuối đuối rồi, căng lắm. Tôi nghĩ rằng căng dữ lắm. Tới giờ này mà chưa có báo chí, chưa có lên tiếng để cho chúng ta biết là căng lắm rồi. Căng lắm. Có thể là báo chí sẽ im lặng, giống như cái ngày 25 tháng 7 sau khi có kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an Hồ Chí Minh thì chúng ta chỉ biết dừng lại ở đó thôi. Còn cái vấn đề trả hồ sơ điều tra lại hay là ra tòa chúng ta lại không biết. Nhưng mà chúng ta đang nóng lòng. Nếu như lướt qua cái ngày 12 tháng 11 năm 2023 mà không thấy ra thông tin gì cả thì cứ coi như là mặc định đã trả hồ sơ điều tra lại. Và điều tra lại có liên quan đến cái gì thì tôi nói với các bạn, tôi chỉ đưa ra suy nghĩ của mình là những cái người youtuber chống đối vào chị Hằng, chống đối vào quỹ Hằng Hữu phải bị điều tra. Chứ đâu có chuyện mà các bạn lên trên mạng các bạn bảo rằng là cái quỹ này quỹ không chính trong sạch, trốn thuế, nợ thuế, rồi Đại Nam thay tên đổi chủ khẳng định đúng 100%, rồi bây giờ không đúng 100% các bạn cười trừ hay gì. Ok, em xin kết thúc cái bài phân tích tại đây. Rất mong nhận sự được ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách là like và subscribe và để lại bình luận với video này. Quý vị nghĩ video clip này như thế nào? Tôi nghĩ rằng cái trường hợp tội của chị Hằng Ni là nặng, rất là nặng nha các bạn, nặng lắm. Còn nhiều người bảo rằng là sắp tới sẽ thả tự do thế nào đó, họ ảo tưởng. Đã bị tạm giam và cái thời gian tạm giam nó lâu như vậy là ít nhất cũng phải là liệt vào cái khung 2 là 2 năm đến 7 năm. Chứ không không nằm ở trong khung 2 mà nằm ở khung 1 thì không thể nào mà bị tạm giam lâu như vậy các bạn. Đó là nhận định chủ quan của tôi. Còn cái vấn đề mà
tội khung 201, tôi đang chờ cơ quan chức năng trả lời cho các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và tổng chào cả nhà, nhớ bấm like, subscribe màu em cả nhà nhé. Bye bye.